Hai, xin chào các bạn. Hôm nay anh em cứ hỏi hôm nay sao mà còn buôn bán gì nữa không anh Châu? Thì hôm nay là dịch rồi, các bạn biết rồi đó, không có buôn bán ha, nè đường xá vắng que luôn đó. Và nhìn thấy á, nè cửa hàng mình đóng cửa nha các bạn, đóng cửa. Các bạn muốn cầm xe thì xe trong nhà. Được không? Quay 110 hết. Luvias màu trắng, Sirius màu đỏ, Venfa màu đỏ, Future Nail, đầu kim thái, quay Alpha dọn lên 110, máy 54, mô tô Kimco 50 thì cho học sinh đi học được nè. Cái đây là quay ZX, đúng ZX luôn nè, ZX full dọn mới nha nè, tất cả xe chính chủ hết ha, quay ZX dọn full mới. Nè, xe mình quay từng ngày luôn các bạn, dọn từng chi tiết luôn. Các bạn thấy sườn sơn tỉ mỉ, sơn luôn sườn luôn các bạn, sạch sẽ luôn. Cây phục sau mình gỡ ra cho anh em đi làm đi sơn luôn. Sơn ở tiệm. Cái sườn này sơn nói chung cả mấy trăm ngàn cái chai đó các bạn. Các bạn thấy tất cả là đồ làm đồ Honda hết. Ốc tán mình lấy đồ ốc rin từ nào giờ mình đem đi xi, không có thay ốc mới luôn nữa các bạn. Các bạn thấy có ốc lô nào là mình tặng cái xe luôn, toàn bộ là ốc mới xi lại các bạn, ốc rin theo xe xi lại đó. Xe bắt đầu mình gác lên đó các bạn, dọn full mới xong mình gác lên, nó sắp tới thành hình nữa các bạn. Áo này áo đập hộp nha các bạn, đập thùng ở trong hãng ra luôn nha, mình mua nguyên cái thùng về mình gắn vô luôn, mua cái thùng áo về gắn vô luôn. Vàng bạc sơn sơn đẹp tê tái luôn. Nói chung sơn full dọn full mới các bạn. Đó, các bạn thấy nước sơn tuyệt vời luôn. Còn áo là trong cái thùng nó dán sẵn vậy các bạn. Cái thùng dán sẵn vậy đó. Về cái đập thùng ra cái lên áo thôi à. Các bạn thấy không? Tem đồ tất các kiểu luôn. Mới xanh hết, xe này mới xanh. Giá thì chỉ có trên 20 triệu chút thôi. Các bạn thấy được xe này được thì cứ alo cho mình. Cái này là còn muốn ấy thì mình sẽ quay cụ thể cặn kẽ cho các bạn xem. Xe này là giấy tờ hợp lệ, ngay chủ luôn, mình đứng tên nha các bạn. Xe này muốn ký rút là thoải mái, muốn bao di chuyển toàn quốc luôn. Khi nào hết dịch thì mình vận chuyển cho các bạn, vận chuyển bao đi các kiểu luôn rồi các bạn. Các bạn thấy xe này không chơi chỗ nào luôn, mới xanh. Đó các bạn thấy không? Trong giấy nó là màu trắng luôn nha các bạn. Màu trắng đen luôn, trong giấy á. Xe này đúng là đúng giấy luôn, đúng giấy màu trắng đen luôn. Chứ không phải màu đỏ đen, đúng là giấy màu ZX màu trắng đen. Trắng đen hay trắng đỏ đen gì á. ZX này có cái hay cái đó là nó có thắng đĩa các bạn. Độ bền nó cao ghê dữ lắm, tiết kiệm xăng nữa. Nó các bạn thấy hình dạng hình hài nó ghê không? Biển số 70F1 84603 các bạn. 84603. Rồi thì xe này thì các bạn nào thích đó thì alo cho mình. Nói chung là cũng có anh em dặn đặt cho mình rồi thì qua dịch này mình cũng sẽ chuyển cho anh đó đi. Hình như anh ở bên Phước Chỉ, Trà Cao hay là ở chung ở bển Trảng Bàng hay Long An gì đó, mình không nhớ anh Lành anh gì á. Thì tới đó thì mình sẽ, nếu anh không lấy thì các bạn nào thích thì mình sẽ chia lợi cho các bạn. Xe này thì các bạn khỏi lo, mới xanh các kiểu luôn, vỏ ruột mới xanh các kiểu luôn, nói chung full mới các bạn, full dọn mới á.
Rồi các bạn thấy clip này, các bạn nhớ bạn nào chưa đăng ký kênh đó, hoặc bấm chuông đó, thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chia sẻ cái này cho mọi người biết. Cái xe này giá vậy, anh em nào thích thì anh em đó ghé điện thoại cho mình và comment mình ở dưới ha. Rồi mình sẽ xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn cái xe khác. Bạn nào muốn thích thì vô nhắn tin comment với mình. Mình xe là rất nhiều xe lắm, xe thì không ra thì khỏi nói, các bạn cứ alo cho mình. Rồi chào các bạn ha.